Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm đúc Nam Định. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một nội dung. Cổng nhôm đúc quy trình sản xuất kỳ diệu bạn cần biết. Cổng nhôm đúc này càng được ưa chuộng bởi vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp cùng độ bền bỉ và tính bảo mật cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về quy trình sản xuất kỳ diệu tạo nên những chiếc cổng nhôm đúc hoàn mỹ. Bài viết này sẽ đưa bạn đi sâu vào từng bước trong quy trình sản xuất, khám phá những bí mật đằng sau vẻ đẹp của cổng nhôm đúc. 1. Chuẩn bị nguyên liệu: Hợp kim nhôm, đây là nguyên liệu chính để tạo nên cổng nhôm đúc. Hợp kim nhôm được sử dụng phổ biến là ADC12, có độ bền cao, khả năng chống oxy hóa tốt và dễ dàng gia công. Khuôn mẫu: Khuôn mẫu được làm từ gỗ hoặc kim loại, có độ chính xác cao để đảm bảo cổng nhôm đúc được đúc theo đúng thiết kế. Các vật liệu phụ trợ khác các đất sét, hóa chất. 2. Tạo khuôn: Khuôn mẫu được tạo ra dựa trên bản thiết kế cổng nhôm đúc khuôn gỗ thường được sử dụng cho các mẫu cổng đơn giản, trong khi khuôn kim loại được sử dụng cho các mẫu cổng phức tạp. Khuôn được gia công cẩn thận để đảm bảo độ chính xác và độ mịn cao. 3. Nấu chảy nhôm, hợp kim nhôm được nung chảy trong lò nung ở nhiệt độ cao khoảng 750 độ C. Quá trình nung chảy được kiểm soát cẩn thận để đảm bảo chất lượng của hợp kim nhôm. 4. Đúc cổng, hợp kim nhôm nóng chảy được đổ vào khuôn mẫu. Quá trình đúc được thực hiện bằng máy móc hiện đại để đảm bảo độ chính xác và an toàn. 5. Làm nguội và hoàn thiện. Cổng nhôm đúc được để nguội trong khuôn mẫu. Sau khi nguội, cổng được lấy ra khỏi khuôn và được gia công hoàn thiện, bao gồm Loại bỏ các gờ, ba bia, đánh bóng bề mặt, sơn phủ hoặc đánh bóng. 6. Lắp đặt. Cổng nhôm đúc được lắp đặt tại vị trí mong muốn. Quá trình lắp đặt được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, đảm bảo cổng được lắp đặt đúng kỹ thuật và an toàn. Cổng nhôm đúc được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, với sự kết hợp của công nghệ hiện đại và kỹ thuật thủ công tinh xảo. Do vậy, mỗi chiếc cổng nhôm đúc đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đến vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp cho công trình của bạn. Công ty trách nhiệm Hữu Hạn Nhôm Đúc Nam Định là đơn vị chuyên sản xuất và lắp đặt cổng nhôm đúc uy tín tại Việt Nam. Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và hệ thống máy móc hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm cổng nhôm đúc chất lượng cao đáp ứng mọi yêu cầu về thẩm mỹ và độ bền bỉ. Liên hệ với nhôm đúc Nam Định để sở hữu ngay một cánh cổng nhôm đúc đẳng cấp. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm đúc Nam Định, hotline 0946 266 860. Văn phòng 31 phần 13 Phù Long, TP. Nam Định, nhà máy, xóm 8 Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Kết luận xưởng nhôm đúc công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm đúc nam định là địa chỉ uy tín để bạn lựa chọn cổng nhôm đúc cho công trình của mình với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhiệt tình và chú đáo xưởng sẽ mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp nhất